Xin thông báo với quý vị và khán giả, hôm nay là ngày lễ ăn hỏi của Pơ. Thì Pơ cũng nhân tiện hôm nay thì Pơ cũng thông báo tới quý vị và khán giả luôn. Thì mình cũng có thông báo, mình có mời anh chị, nhưng mà các anh chị là cũng người thì đi du lịch, người thì cũng bận ấy, nên là chưa lên được. Nên là ngày trọng đại, ngày cưới Pơ thì mọi người thì hứa là sẽ lên cả nhà. Đây, giới thiệu ở nhà đây. Hôm nay là ngày lễ ăn hỏi của Pơ nhá. Chúc mừng chị Pơ đã sắp đến. Vàng Phương Nguyễn Hào, 20 tháng 9 2020 cả nhà. Hôm qua nhà mình cũng vừa mới bác già đấy. Tại vì đây là ngày trọng đại nên là Pơ cũng đi thuê đồ, xong là cả nhà cũng tập bận rộn để chuẩn bị ngày ăn hỏi hôm nay đấy. Mọi người chuẩn bị mấy hôm nay nên là chưa kịp lên video để nói chuyện, để mời mọi người lên, là mời mọi người ngày cưới đấy. Đúng chị rồi. Pơ mời ngày cưới thì Pơ sẽ thông báo tới quý vị và khán giả cái ngày mà chính xác ngày cưới của Pơ. Ai mà ở gần thì mọi người có thể lên chung vui cùng Pơ nhé. Nhưng mà cũng không ngờ là hôm nay là Pơ đi lấy chồng thật rồi cả nhà. Thế nào chị Pơ? Thật ra thì Pơ cảm giác như mình vẫn chưa tin là mình đã lấy chồng ấy cả nhà. Chưa tin. Để khi nào mà chú rể ra sức rồi mới tin. Giờ vẫn chưa tin là đã lấy chồng đâu. Đây, giờ vẫn đang ở nhà ấy, chưa tin lấy chồng đâu. Nhưng mà một số khán giả cũng lo cho Pơ là Pơ em 20 mấy tuổi rồi. Anh cũng lo cho em lắm, bao giờ em mới lấy chồng. Thì giờ là lấy chồng được rồi ấy. Ở đây là Pơ chính thức lấy chồng rồi nha cả nhà ơi. Vui quá. Đây mình cũng xin chia sẻ qua một chút đây cho mọi người xem. Đây cái không gian nhà mình khi mà đã thuê cái giảm đấy cả nhà. Trong là mình có thuê bàn, hôm nay làm tổng 15 mâm cả nhà. Bên này thì có 5 hoa để bàn đấy, hoa hồng này. Xong là bên này có cả nho, kẹo với cả bình dương cả nhà. Đây là bố mình thuê cả nhà ơi. Bố mình hôm nay mặc ăn mặc bảnh bao thế. Đây thế nào thì ăn mặc như thế thôi. Bố ơi, thì con sắp lấy chồng thì bố có những cảm xúc nào muốn chia sẻ với khán giả của con không? Thì mình cảm thấy là mình làm bố mẹ thì mình vui. Các con đi xây dựng thì bố chắc mày con vui. Tống được con này ra rồi. Ngày xưa bố bảo là cho phép 2 năm thôi nhá. Cho phép 2 năm là mày ra đi khỏi nhà tao đấy. Bố nó vui vậy thôi, nhưng mà nếu mà mình chưa lấy chồng ấy, bố mẹ cũng lo ấy. Bây giờ là lấy chồng rồi nên là bố mẹ cũng mừng ấy. Thế hôm nay bố quanh vòng cho con xem rồi. Đấy, bên này. Đấy, chóng tay các kiểu thì chóng tay. Có tuổi đến khi này thôi. Còn đây là mẹ của Pơ nhá. Nhìn nào. Cả lối. Mẹ là hơi ngại một chút cả nhà. Mẹ Pơ là vốn dĩ là ngại ngùng một chút đấy. Thì hôm nay cũng có make up cho mẹ một tí cho nó đẹp, lên hình cho nó đẹp cả nhà. Hôm nay là cũng có nhiều bạn bè là cũng lên, xong là mọi người chụp hình cho nữa, là trang điểm cho mẹ một tí phấn cho nó đẹp. Lần đầu tiên mẹ Pơ là bôi phấn đấy cả nhà ơi, không chịu bôi đâu, phải là không ngửi được mùi. Nhưng mà hôm nay bác Bụi là lại phải trang điểm một tí cho nó lên hình đẹp với cùng với con gái cả nhà. Thì nữa là nhà trai lên thì Pơ sẽ tiếp tục chia sẻ với quý vị và khán giả ngày ăn hỏi của Pơ nhé. Pơ nhá. Theo tục lệ với kinh thì mặc quần áo truyền thống ấy, áo dài, nhưng mà người Mông Pơ lấy chưa nói với khán giả là Pơ lấy chồng người dân tộc gì. Pơ xin bật mí là chồng của Pơ là người dân tộc Kinh nha cả nhà. Nên là hôm nay là vừa Mông và bê chát với cả Trai Kinh luôn. Đây là các em mà làm bê chát mặc quần áo dân tộc Mông rất là đẹp hơn nhá, rất là xinh gái. Các bạn rất là cao luôn đấy. Đây, 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 đây là chị Cúc. Chị Cúc, Cúc người quen mọi người. Bạn của đây, mình. Đây, xoay xoay một vòng này, mặc đồ rất là xinh luôn này. Đấy. Giới thiệu với cả nhà, đây là đoàn nhà trai của đoàn bê chát khi hoàng là gái cả nhà ơi.
Cha mẹ cũng vất vả đâu cả nhà. Cái lúc này là Pơ cùng bố mẹ là cũng ra ngoài để đón đoàn nhà trai rồi cả nhà. Đây có cả chồng Pơ với cả đoàn là đi trước nha cả nhà. Đây giàn bê chác là nam thanh nữ tú là rất là đẹp trai xinh gái. Hôm nay do là gia đình cũng khá bận nên là cô cũng chỉ quay được một ít và cũng chỉ chia sẻ được ít cho quý vị và khán giả. Nếu có gì sai sót thì mong mọi người thông cảm cho cô và gia đình cô nha cả nhà ơi. Mơ đẹp không? Mơ thấy đẹp không? Thân mời các bác, các chú vào nhà. Từ chút cho đi đây, chút cho đi đây. Đặt gì thôi chú bác. Do hôm nay là nhà khách cũng đông nên là Pơ cũng không có nhiều thời gian để chia sẻ với quý vị và khán giả nhé. Nên là hôm nay mình tranh thủ là mình quay video, nhờ chị gái quay video xong mình về mình lần tiếng thôi cả nhà. Hôm nay là cũng khá đông ấy. Vâng. Đây là chú bên nội nhà Pơ, là chú là đang lên để phát biểu cả nhà. Cả hai bên gia đình là cùng nhau nói chuyện, cùng nhau phát biểu. Thank you.
đây là cái khúc mà hai bên gia đình cùng nhau trao chác để chụp hình lưu niệm cả nhà. Đây có cả chồng Pơ, mẹ chồng, cả mẹ của Pơ cả nhà ơi. Bên cạnh thì có bà nội này, bác hai này, với cả chị bên nội nhé. Con đang đi chú chú mà. Chú chú đi. Chạy đi qua à. Cô đang lấy cười em lên. Quay khi xưa. Đây là cái khúc vui nhất đây cả nhà ơi. Đây là cái lúc mà tạo dáng. Đây là cái khúc vui nhất của gia đình này. Cùng nhau lưu lại những bức hình đẹp của nhà. Chúng ta xin cái like đi cho nó lấy nào, cho nó bớt bớt căng thẳng nào. Trời ơi, căng thẳng quá. Đúng rồi, 1, 2, 3, chỗ này. Chú giúp bên phải thôi. Ok, nhận tôi đấy. Phải có cái loa ở đây cho nó.
Cháu xin phép cháu qua đi nhé. Chồng Pơ nè, các thím và mợ nha, các cô, các bác nữa. Đây là mẹ chồng của Pơ nha cả nhà ơi, mẹ xì tin lắm. Đây, đây là cô, dạ, dạ.
Dạ, con cảm ơn ạ. Dạ, đây là bác của Bơ nha. Đây là mẫu của cô. Dạ, là thím Oanh. Đây là gì cả? Dạ, Tiến Hoài à? À, con nhầm. Dạ. Đây là bác Quý. Dạ. Đây là bác nhé. Vâng. Đây là trên này là các chị của mình cũng đang ăn cơm này. Đây là chị Xuân nha cả nhà ơi. Đây các em này, chị dâu này, các chị trong bản cơ nha. Đây là các chị hôm nay ai cũng mặc đồ xinh lắm này. Nhưng mà hỏi một chút này, em lấy chồng thì chị Dinh có những cảm xúc gì muốn chia sẻ không? Vui à? Vui, cuối cùng là thoát thế đúng không? Chị cảm thấy mày lấy chồng là vui lắm rồi đấy. Tưởng em là ế mà may quá. Đấy, cứ tưởng là bơ ế nhưng mà hôm nay đã gả được rồi nha cả nhà ơi. Đây là một số mâm cỗ ở trên mình cả nhà. Đây là các anh của bơ nha. Trên này cũng là mâm các anh nha. Chú này từ đây chú cho tơ hồ. Còn nhiều. Còn cả bán nha. Đây là mình gọi, đây là những người họ hàng thân thiết của Pơ là lên ăn cơm thôi nha cả nhà ơi. Còn hôm nào cưới thì nhà mình các bạn mình mới đầy đủ cả nhà. Đây là những người thân thích họ hàng nhà Pơ thôi. Đã riêng họ nhà Pơ với cả bên nhà trai là đã 15 mâm rồi cả nhà. Đây, hôm nay là mọi người cũng đông lắm. Và đây là chồng của Pơ nha cả nhà ơi. Chồng Pơ thì tên là Hào. Đây là bên các bác. Đây là bà của Pơ này. Đây là bác cả Pơ này. Các bác, các cụ là ăn cơm ở mâm trên. Còn xuống dưới là tất cả các anh chị. Thì nữa là mình sẽ lại chia sẻ tới quý vị và khán giả nhé. Đây là bác đang mời rượu mẹ chồng mình nha cả nhà ơi. Đây là bác cả của Pơ nha. Đây là bác cả đang mời rượu mẹ chồng nha. Rất là ngầu, rất là được một cô con dâu rất là xinh đẹp và rất là thương mẹ chồng. Nhưng mà nó chỉ thương cái người thôi. Nó thương mẹ mình thôi. Nhưng thương nó thương mình. Vâng ạ. Đằng nào đâu? Đi vào đây. Mời cháu Quyền thôi nhé. Dạ. Thế thì đứa nào nó quay? Tí không, chuyện qua bài tí nói chuyện nó xong. Nói chuyện nó xong. Dạ, chúc anh ạ. À, chúc thằng cháu nào. Rồi. Rồi, anh nhớ. Bởi vì anh là người có chuyên môn. Rồi, cái đấy chắc chắn rồi. Anh khuyên nó. Nhận gì? Anh khuyên nó là phải tập luyện. Thế phải nói rõ chứ. Thế là như anh em thì anh biết là em nếu có cái gì tốt nhất em cũng sẽ sạch thôi. Còn như anh thì thôi, thế là thoải mái đi, anh em vui vậy. Thế là công việc của em là gì? Không để ơi. Chạy ơi. Không để ơi. Chạy ơi. Chạy. Em dâu là mời. Em dâu đâu? À, con này. Sao này đi bù. Được nhưng mà nhé, em nói chị riêng anh ý là được. Nhưng mà thằng nào em của em bây giờ biết đổi thế em.